Tôi Phùng Ngọc Tĩnh, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2021. Đó là một cái ngày khá đặc biệt trong cuộc đời của tôi. Khá đặc biệt và khá quan trọng, bởi vì tôi không tưởng tượng nổi là nếu như tôi không có một cái quyết định đó thì bây giờ cái sức khỏe của tôi nó sẽ thế nào. Đó là cách đây tròn 23 năm. Ngày 20 tháng 3 năm 1998, tôi đã đi đến một quyết định vô cùng quan trọng và đã quyết tâm và làm được. Đó là từ bỏ thuốc lá. Sau 4 năm rưỡi nghiện thôi, nhưng mà tôi hút khá nhiều. Đã từ bỏ thuốc lá. Tôi hy vọng là bác nào đang xem chương trình này mà vẫn đang cầm điếu thuốc trên tay thì có thể các bác suy nghĩ vì sức khỏe của chính bản thân mình, của gia đình, cũng như của những người xung quanh, thì chúng ta nên quyết tâm từ bỏ thuốc lá. Và tôi xin chúc các bác sẽ thực hiện được. Tôi không rông dài nữa, tôi xin phép được đi vào chủ đề chính ngày hôm nay. Thì trong cái lúc mà tôi đang tìm hiểu, theo dõi một số những cái đồ được đấu giá trên eBay, thì có nhận thấy là có một vài những cái món được mô tả đời nhà Minh. Nhưng mà dù cũng như thường lệ, thì tôi lại nhận thấy nó có những cái vấn đề, thấy nó có hơi hướng của mùi thuốc nổ. Và nó cũng không đến mức độ gọi là giả một cách gọi là thô thiển, mà nó đủ để có thể làm cho những bác tay mơ mới chơi vài năm có thể bị mắc lừa. Và chính vì vậy mà hôm nay tôi xin làm cái video này và tôi xin được đặt tên là Nhận biết gốm sứ giả cổ đời nhà Minh phần 3. Tức là trước đó chúng ta đã có hai phần rồi. Tôi đã trao đổi với các bác hai phần rồi. Hôm nay là phần 3. Thế trong quá trình theo dõi mà các bác nào thấy nó có những vấn đề gì tôi trình bày sai hay không đúng thì mời các bác ta cho ý kiến giúp ở phần comment ở dưới video hoặc ở trên Facebook. Tôi xin cảm ơn các bác trước nhé. Và bây giờ tôi xin được bắt đầu vào một cái món thứ nhất. Ở đây mời các bác cùng nhìn một cái bình. Nó có hiệu đề Tuyên Đức phải không ạ? Và rồng năm móng. À, nhìn rất hoành tráng và có các cái đường rạn. Mời các bác ta nhìn kỹ nước men màu lam, họa tiết và kiểu dáng. Các bác nhìn kỹ một lượt đi nhá. Sau đấy là đến tiếp theo là cái miệng bình. Đấy, các bác nhìn cái nước men ở trên miệng bình này. Màu lam này và các yếu tố họa tiết khác. Các bác vừa nhìn vừa nghĩ. Tôi chưa cần nói ra cái quan điểm của phân tích của tôi. Lát nữa tôi so sánh đối chiếu tôi sẽ nói kỹ hơn. Còn đây là cái chuôn đế của nó. Mời các bác cùng nhìn kỹ nhé. Đây. Chuôn đế. Một cái góc chụp khác của cái chuôn đế. Và tiếp theo các bác nhìn thật kỹ này. Màu lam, họa tiết. Đó. Các đường dạng. Còn bây giờ, mời các bác ta tham khảo. Cái này thì gọi là hình không lời đi, phải không ạ? À, đây thì các bác thấy rõ là gì? Cái hiệu đề cũng là hiệu đề Tuyên Đức, 4 chữ, phải không? Tuyên Đức niên chế. Và đây cũng rồng năm móng. Và cái món này là một cái, nó cao, tôi nhớ không nhầm, hình như là phải đến gần 60cm, nếu tôi nhớ không nhầm. Và được một cái người chủ sử dụng, là người ta dùng, người ta để cái ô trời mưa trời nắng các bác. Đó là người ta không hiểu giá trị của nó. Và sau này thì người ta có mang đến cho các chuyên gia của trung tâm Christie. Và giá đấu giá của nó lên đến hình như sắp xỉ 20 triệu đô Mỹ đấy. Và tôi nhớ là như vậy. Rồng năm móng. Màu lam tuyệt đẹp. Nước men trắng sáng phải không ạ? Và cái này thì khỏi phải nói rồi. Nhìn đã thấy nó vô cùng đẹp rồi. Còn đây là cái chôn đế. Và như tôi nói rồi, vì cái kích thước của nó rất là lớn
Cho nên ngày xưa để trong quá trình nung ở trong trong lò nó không bị móp méo hoặc nó không bị sụp xuống thì người ta đã làm những cái giá đỡ. Đấy, hình chữ thập ở đây các bác cùng nhìn đây này. Và bây giờ nó tạo ra. Đấy, các bác hãy nhìn cái cốt màu sắc. Đấy, kiểu cốt này. Xem nó có tự nhiên không. Còn bây giờ mời bác ta so sánh nào cái cốt của hai món đồ. À, mà bác nhìn kỹ này, đây này, cốt của nó vừa khô, màu sắc của nó, mọi thứ lạc tinh, các yếu tố đều vô cùng tự nhiên. Nhưng ở bên này các bác nhìn thấy này, cái cốt này của nó này, đó, nó không ra ten gỉ sắt, nó không ra màu trắng tự nhiên của cốt. Đấy, tất cả các yếu tố ở đây thì người ta, nếu các bác nào có nhiều kinh nghiệm thì sẽ nhìn ra nhận ngay đây là cái cốt bất bình thường, cốt giả tạo. Đúng không ạ? Đấy, ngược lại bên này bên phải nó rất là tự nhiên. Đó. Và nếu mà dựa vào cốt thì chúng ta đã kết luận được rồi. Đây chính là đồ mới. Mà để nó có những căn cứ thuyết phục hơn, các bác ra tham khảo, ta đối chiếu giữa đầu của hai con rồng. Đấy. Bên phải là cái đồ 20 triệu đô đây. Đấy, bên trái đấy mà các bác hãy cùng nhìn màu lam, cái màu lam họa tiết với họa tiết. Một bên là nó sắc nét đó. Màu lam thì tuyệt đỉnh phải không ạ? Và nước men trắng sáng đấy, ngược lại bên này mọi thứ đều non nớt và giả tạo. Và tôi thì tôi dùng từ nó không đến mức độ quá thô thiển, nhưng mà với những bác nào có nhiều kinh nghiệm thì có thể nhìn có thể nó rất là thô thiển. Và đây các bác nhìn thấy cái hiệu đề Tuyến Đức đây phải không ạ? Đó. Rồi cái hình bên trái rồi, bọn mình chắc chắn rồi. Mời các bác sang một cái bình tiếp theo. À, nhìn cái dòng đồ này, cái kiểu dáng họa tiết kiểu này, các bác liên tưởng đến dòng đồ gì đấy? À, đó chính là cái dòng đồ Krak, một cái dòng đồ khá nổi tiếng, được xuất khẩu đi châu Âu, phần lớn xuất khẩu đi châu Âu vào cuối đời Minh, tức là đời Gia Tĩnh. Gia Tĩnh này, Vạn Lịch hoặc chớm sang đầu giai đoạn nối tiếp mặt Minh Sơ Thanh. Đó cái dòng đồ Krak. Bây giờ mời các bác lại nhìn màu lam. Đấy, nó có độ chìm hay chưa? Họa tiết này này. Đó. Nước men có độ ngả màu thời gian hay không? Họa tiết này có vẽ cao đặc biệt vẽ người hay không, là có tinh thần hay không? Và cũng xin lưu ý thêm các bác nhé. Những đồ crack rất hiếm khi có vẽ người. Đó. Tôi nói là rất hiếm chứ không phải không có. Rất hiếm. Mà cái này lại là vẽ người. Và nhìn thì chúng ta đã thấy là nó rất là vô hồn. Đúng không ạ? Nó rất là kém tinh thần. Đấy. Đã nhìn kỹ cái màu lam, các họa tiết các bác sẽ thấy. Và nước men tổng thể các bác cùng nhìn. Chúng ta sẽ thấy toát lên cái nét cà trớn của nó, phải không ạ? Và đây là một cái người khác, thôi anyway. Đấy, mời các bác cùng nhìn. Màu lam thì không có độ chìm, đấy, nhợt nhạt. Đấy. Vẽ người thì trông rất là thiếu tinh thần, phải không ạ? Còn đây là cái chôn đế, đấy, các bác nhìn thấy cái chôn đế trời ơi đất hỡi của nó này. Đấy, nước men non, dại, phải không ạ? Đấy, các bác nhìn thật kỹ. À, đấy. Màu lam này các bác nhìn không có độ chìm tí nào cả. Đấy. Và góc độ kỹ hơn thì các bác cùng nhìn đây cái cốt giả tạo của nó ướt ướt, nó bôi bẩn kiểu gì đó. Đấy. Như keo, như bôi bẩn một cái gì đó, nó không phải là cái cốt khô hoặc là cái ten gỉ sắt tự nhiên theo thời gian, không phải cái sự lạc tinh theo thời gian. Đấy. Và nước men đây non dã. Còn đây là một cái đồ crack thật, được xác định vào đời Vạn Lịch. Đây mời các bác cùng nhìn, đây là một cái đề tài người ta vẽ những cái con ngựa đây này và các cái hình kích thước bổ ô kiểu này khá quen thuộc. Đấy, các bác nhìn thấy nước men này bóng sáng khỏe, màu lam có độ chìm. Đấy. Màu lam khá đẹp phải không ạ? Đấy, các bác cùng nhìn kỹ nhá. Đấy, về mời các bác nhìn đây, các bác so sánh này thôi, không cần phải nói thêm nhiều từ nữa. Ta kết luận được ngay bên phải là hàng bom mìn rồi.
và để có sức nặng nữa, nó có sức thuyết phục hơn. Mời các bác ta lại tham khảo thêm cái chôn đế của hai món, ta so sánh. Đây, một bên là cái chôn cốt của nó khô, nước men của nó có độ óng, khỏe và độ ngả màu thời gian. Và ngược lại đây, nước men của nó càng nhìn kỹ các bác sẽ càng thấy cái độ non. Đúng không ạ? Và rồi, cốt này tôi không nhắc lại nữa. Đấy, so sánh giữa hai nơi. Sang đến cái món thứ ba, đó là một cái đĩa. Mà mời các bác ta cùng nhìn, đây là một đĩa cũng vẽ người, phải không ạ? Đấy. Mấy người đang, có lẽ là đang đánh cờ, đúng không? Đấy. Cây tùng dưới với cái cây tùng. Đấy, mời các bác ta cùng nhìn, đây là hình phóng to hơn. Các bác hãy nhìn kỹ cái màu lam. Nét vẽ ở đây thì không đến mức độ xấu. Tuy nhiên, các bác nhìn xem cái màu lam này này, nó có độ chìm hay chưa? Nó có độ hằn thời gian hay chưa? Rồi. Đó, chúng ta sẽ so sánh. Và các bác dễ dàng nhận ra ngay, rất là non đồ. Màu lam chưa có độ chìm, chưa độ hằn thời gian, phải không ạ? Và tương tự như vậy, các bác sẽ nhìn ra cái cốt quen thuộc của nó. Nước men cũng quen thuộc của cái đồ bom mìn. Đó. Và đây là cái hình bên ngoài. Và đây là cái hiệu đề vạn lịch đây, mà các bác cùng nhìn kỹ. Đại Minh vạn lịch niên chế đây. Đó, cái cốt của nó, cái cốt cả trớn, phải không ạ? Ở đây cái góc độ nhìn này các bác thấy thật rõ hơn này, men non dại này. Đó. Và màu lam không có độ chìm. Đấy, các bác nhìn là rất là men, màu lam rất kém cỏi, phải không ạ? À, thôi cũng như mọi lần, như thường lệ, chúng ta lại tiếp tục so sánh. Đây là cái món được một cái trang theo tôi là khá là uy tín. Người ta xác định là đồ Gia Tĩnh. Thôi Gia Tĩnh với Vạn Lịch thì nó gần nhau, nó không có chênh nhau nhiều lắm. Thì tôi cứ dùng ra để tôi so sánh. Cho nên về nước men, họa tiết thì về cơ bản thì nó không có khác nhau quá nhiều. Cho nên ta có thể dùng so sánh với đồ đời Vạn Lịch được. Đây, mời các bác tay cùng nhìn kỹ. Đấy, các bác nhìn thấy này. Giữa hai nơi, bên nào nó có độ hằn sâu trong màu sắc. Đấy, màu lam. Và bên nào nó kém cỏi hơn trong cái độ, cái nét ngời thời gian của màu lam. Và các bác nhìn kỹ ở những cái khu mà nó tạo ra những cái đường cong, tức là nó có cái hiệu ứng ánh sáng. Ta nhìn rõ nhất là cái nước men của nó ngả màu hay không, theo thời gian hay không. Ta nhìn rất là rõ. Và ở đây các bác nhìn kỹ, ở đây là nó khá là trơ, nó không có độ ngả màu. Và ngược lại cái nước men ở cái chỗ phần cong cong này, các bác nhìn thấy này, nó trong bóng, khỏe. Và lại một lần nữa tôi nhắc lại, chính là cái nét ngời, cái nét ngả màu thời gian của nó. Các bác nhìn thật kỹ. Và như tôi nói ở trên, các bác lại tiếp tục so sánh cái độ hằn sâu của thời gian theo, của màu lam theo thời gian. Chúng ta so sánh được, phải không ạ? Đấy, ở đây cái hình phóng to hơn, các bác hãy nhìn thật kỹ và ta sẽ nhận ra được vấn đề, phải không ạ? Còn đây là cái chôn đế của hai món. Và đây, nếu mà nhìn như này, các bác thấy là bên này này, cái cốt của nó là trắng mịn. Và đây có cả tem rỉ sắt cả một thời gian, màu lam trong bóng và có độ chìm. Đấy, ngược lại, tất cả những cái đó ở bên trái đều không có. Và với tất cả so sánh vừa rồi thì cái đồ bên trái chính là hàng bom mìn. Đó. Còn đây, các bác nhìn kỹ hơn cái chôn đế của hai món. Đấy, bên phải các bác nhìn thấy cốt của nó này khô, đấy, trắng và ngả màu thời gian rất tự nhiên. Và ngược lại đây cái cốt cả trớn, tôi không cần phải mất nhiều thời gian để nói cái lại cái này nữa. Đấy, đấy, cái màu có thấy màu lam tuyệt vời không, mà nó có độ chìm. Đấy. Sang đến món cuối cùng thì cái món đây là một cái lọ, phải không ạ? Đấy, mời các bác cùng nhìn cái này thì dễ nhận xét hơn. Đấy. Nó hay ta nói cái khác là nó giả lộ thiên hơn, thô thiển hơn. Đó, các bác nhìn sơ qua các bác thấy men này, màu lam, họa tiết, ta đã thấy cái độ cả trớn của nó.
Ở đây cái miệng bình đây, nước men non, dạ, đấy, màu sắc này. Đấy. Nói tóm lại là rất là kém cỏi. Cái này thì rất dễ nhận xét thôi, phải không ạ? Đấy, cái cốt của nó tương tự như vậy. Các bác nhận thấy cốt ngay cốt cả trớn của nó. Đó. Còn đây, đấy, các bác cùng nhìn đây này. Đấy, màu lam, họa tiết. Đấy, cái nước men này, men vớ vẩn, phải không ạ? Đấy. Cốt đây phóng to hơn, các bác nhìn rất rõ. Đấy, cái cốt cả trớn giả tạo. Đấy, còn đây nước men này, đấy, màu lam, các bác nhìn. À, nếu như bác nào mà máy móc quá thì các bác cứ nghe thấy nói là những cái đồ giả thì nó nung bằng 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 lò điện là công nghiệp ngày nay thì nó các bọt khí nó đều. Nếu dựa vào bọt khí thì rất là mạo hiểm các bác nhé. Và đây là một cái ví dụ, nếu ở máy tính nào các bác nào mà có độ phân giải gút tốt ấy, thì các bác nhìn thấy rất rõ là những cái bọt khí này rõ ràng không đều. Phải không ạ? Đấy, nhưng mà nó vẫn là hàng bom mìn. Và tôi nghĩ rằng nó rất là đơn giản và dễ dàng để tạo ra cái bọt khí giả tạo như này. Đó. Quan trọng là các bác phải dựa vào rất nhiều yếu tố, vào cốt, vào men, và màu lam, vào họa tiết. Đó. Các yếu tố lạc tinh để chúng ta kết luận. Chứ đừng có dựa vào cái bọt khí không. Đó. Sẽ rất là nguy hiểm. Đó. Đấy, các bác nhìn rõ hơn cái nước men cả trớn. Rồi, họa tiết này, các bác nhìn thấy này. Thôi rồi, không cần phải nhắc. Còn đây là một cái đồ thật. Đấy, vào đời Gia Tĩnh này, các bác cùng nhìn đây. Đấy. Nước men, màu lam, họa tiết. Tất cả đều có hồn và sinh động, phải không ạ? Đấy. Và đây, thôi, so sánh tổng thể, các bác đã nhìn ra. Không cần phải nói gì thêm. Còn đây là cốt của đồ thật, đây các bác nhìn này. Đấy. Cái cốt của nó là trắng mịn, mọi thứ đều tự nhiên. Đấy, cốt đẻ mộc nhưng rất tự nhiên. Đó. Ngược lại bên này các bác nhìn thấy này. Đấy. Cố tạo ra ten rỉ sắt nhưng mà đấy, nhìn thấy nó giả tạo ngay lập tức. Đây các bác càng nhìn này. Càng nhìn kỹ càng nhìn thấy cái có một cái lớp bôi bẩn. Cái lớp bôi. Đấy. Rất mất tự nhiên, phải không ạ? Đấy. Còn đây này, nhìn có một chỗ này thôi có thấy màu lam. Họa tiết ở cái phần dưới này nó đã chỉ ra rõ ràng cái nào là đồ thật và cái nào là hàng bom mìn. Và cái bên trái này chính là hàng bom mìn các bác nhé. Và để thuyết phục hơn nữa, mời các bác cùng nhìn kỹ cái họa tiết này, hai nơi. Này, so sánh này. Đây là giữa con chim với đây là hình vẽ người. Đó, các bác cùng nhìn thôi. Các bác tự rút ra kết luận nhé. Và như vậy là tôi đã vừa trình bày với các bác xong bốn cái hiện vật và đưa ra quan điểm của tôi. Tất nhiên, để nói về đồ cổ thì rất khó để mà nói một cách tuyệt đối 100%. Rất khó ai dám nói một cách tuyệt đối. Nhưng mà với những cái món ngày hôm nay thì tôi phải tự tin là 90-95% là những gì tôi nói là đúng. Tất nhiên còn cái 5% đấy thì có thể là nó dành cho sai sót. Cho nên những bác nào mà cảm thấy là tôi nói nó không thuyết phục, mà nó không đúng theo suy nghĩ của các bác thì các bác có thể cứ cho phản biện, miễn là nó thẳng thắn, chân tình và văn minh thì tôi sẵn sàng đón nhận và học hỏi. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào các bác.